Ừ, tại rồi chúng ta làm một câu được tích trong đề thi học sinh giỏi em nhé. Đề như sau này. Hấp thụ hết 6,72 lít khí CO2 vào dung dịch chứa KOH và K2CO3. Thu được dung dịch Y, dung dịch X. Cho X tác dụng bởi HCL thu khí. Mật các cho tác dụng thì thu được đủ. Em đi tính cho thầy các số mol này rồi xử lý tiếp. Mol CO2 đây là bằng 0,3. Đề thi bằng đi rõ ràng ra nha. Ở đây thầy ghi tắt để chúng ta làm cho nhanh. Rồi, mol cao H của chúng ta là x mol. Mol K2 CO3 là y mol. Rồi, vào 200 ml dung dịch. Nhưng bạn lưu ý thầy như sau. Có thấy gì không? Ở đây là thu được bao nhiêu 200 đúng không em? Nhưng mà sử dụng có bao nhiêu thôi? 100 thôi thấy không? tức là giảm đi một nửa rồi rồi tiếp tục đó là gì mà ở đó là cho x này ta dùng hcl số mol hcl là 0,28 mol mol khí chúng ta thu được mol co2 tính nhất thay bằng bao nhiêu mol đó nè không phải mười tám manđoa ba baco 3 tất cho thầy đây. 07225. Rồi, li đợi giải câu này cho liền. Dạ không hiểu cái này chỗ cái k rồi. Cái k, cái tỷ lệ hả? Dạ phải không? Vì mà Được, rồi 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 mà... rồi bài này dễ không khó đâu cái chốt chỗ bài toán này là chúng ta không hiểu cái thứ tự phương trình đó và chúng ta xét trường hợp thế thôi chứ bài toán này theo thầy thì nó là một cái bài toán dễ nhưng mà chúng ta xét xíu trường hợp thứ tự sẽ ra là gì mà thứ tự sẽ ra khi cho CO2 vô thì đầu tiên là CO2 sẽ đi tác dụng với gì cao H để tạo ra K2 2CO3 cộng H2 vô cái này là thầy có dạy cho các bạn đó, đó khoảng mười mấy bài á. Có dạy đâu đúng không? Đăng? Em không nhớ rồi. Cái đợt vô cơ là em học mỗi bài đồ thị với cái bài sơ đồ đổ... À cái bài tìm x, y, z là em, là em chịu em chả nhớ. Rồi các bạn đi bây giờ nghe kỹ nè. Mới đứng nghe nha. Như vậy cái dung dịch x ở đây chúng ta thu được là dung dịch nào? Dung dịch x có nhận dung dịch nào? Bây giờ chúng ta phụ thuộc vào cái cái phản ứng xảy em nha. Nếu mà nó chỉ xảy ra phương trình một thôi, thì khi đó nó sẽ tạo thành dung dịch Z chúng ta, dung dịch đấy chúng ta có K2CO3 và KOH chưa. Tiếp theo, đó là các trường hợp nếu mà nó xảy ra cả hai phương trình luôn, thì dung dịch Z ít của chúng ta thu được là KHCO3 và K2CO3. Lê hiểu chỗ này cho Lê cái thứ tùy thuộc vào phần xảy nha. cho đó chúng ta xét trường hợp nha. Yeah. trường một là dung dịch x gồm k2co3 và h 2 bị tùy thuộc vào phản ứng. nếu bạn thông thường là cái nghiệm nó sẽ rơi vào trường hợp hai nhiều hơn trường hợp một. rồi cái đó chúng ta xử lý bài toán này như sau. chúng ta có dùng tất cả đây chúng ta đều dùng sơ đồ để giải. Cái đó CO2 số là 3 là 0,3 này. Sẽ đi tác dụng với KOH và K2CO3. Để sau phần chúng ta thu được uh, 0,2 lít dung dịch X gồm có K2CO3 tạo thành và KOH dư. Điều cầu chúng ta tìm giá trị của X đúng không em? cái câu này hình như mình nhớ không nhầm là mình rất là nhiều luôn tí mình cho bạn lại nếu bạn cần thiết như vậy ở đây người ta cho chúng ta lợi ích gì như vậy ở đây chúng ta gọi như sau nghe nghe kỹ em nha 0,2 này mình đặt nó là 2a và 2b có ý kiến gì chỗ này không đây là ít đây là y. cái kiến gì chỗ này không ly ơi. mình đặt 2a và 2b luôn bởi vì khi đó người ta dùng 100 ml thì chúng ta biến thành AB cho nó dễ, hiểu vấn đề không ạ? Dạ yeah, vâng. Rồi, nhiệm vụ của bạn là tính AB. Sau khi tính AB rồi đó thì em sẽ đi bảo toàn gì? Có AB này. Thì mình chỉ bằng bảo toàn C. Bảo toàn C là tính được mà muốn tính C thì tính ở đây mà muốn tính ở đây thì đi bảo toàn à, bảo toàn kali hiểu không rồi từ từ để đó ra từ đây mình suy ra 0,1 lít x bây giờ gồm có k 2 so 3 số mol a mon. và KOH dư. Số mol là B mol, các anh kiến gì không ạ? Dạ không ạ. Chúng ta xét 100 ml dung dịch x. Tác dụng của HCl. Ở khi đó mình nhớ cái thầy nè Ừm bây giờ chúng ta cho từ từ muối vào axit thì thứ tự sẽ ra như thế nào nhỉ? ở đây nó sẽ ra cùng lúc hay là nó sẽ ra từ từ em? cùng lúc. cùng lúc. còn nếu hai sợi ngược lại thì mới từ từ nha. cái này thì cũng đã nói khá là rõ rồi. rồi bây giờ và trong này thì bữa tôi thầy dạy cho bạn có một triết lý đó là gì? luôn dùng và luôn có đúng không em? Chúng ta luôn có cái gì? Chúng ta luôn có mol K2CO3 phản ứng chia cho mol KOH dư. À, KOH ở đây không có nói dư luôn đi. Phản ứng sẽ bằng ở đây uh, sẽ bằng mol K2CO3 ban đầu. Từ từ, nhân ngược ngược á. Chia mol KOH ban đầu. Chúng ta bỏ cái từ dư này luôn đi em nha Cho nó khỏi bị vướng cái chỗ ngôn từ Chúng ta hiểu nó là được Rồi nghe cái được không em mới đứa Rồi nghe kì Đây là ban đầu này Đây ban đầu này Cái này là lượng phản ứng Lượng phản ứng này ừ, ở đây mình cho nó là mn đi từ đây mình suy ra được là gì gọi số mol nó vẫn là m và n em nhé cho vì ban đầu chúng ta là gì ban đầu chúng ta là a chia b đúng không em bên này là m chia n cái đó chúng ta sẽ tìm mối liên hệ giữa a và b chúng ta có phương trình như sau uhm, mình gọi k 2 c 3 trước thì ghi k 2 c 3 trước cộng cho hcl thu được kcl cộng cho h 2 co 3 cái bền biến thành CO2 và H2O. Tiếp. Sau đó chúng ta có KOH cộng với HCl. Tạo thành KCl cộng H2O. Xin, hỏi, xin phép hỏi là thiên, uh, thiên, uh cái gì của bạn vậy đó. Trúc em có gặp các kiểu câu hỏi như thế này chưa? Làm chưa? Dạ có. Rồi ok. Như vậy thầy đặt cái số mol nó vẫn là m và n em nhé. m và n. Thì mình chuyển qua đây là 2m. CO2 đây là m. Đây n thì đây là h. Như vậy cái đó em sẽ tính được cái CO2. Mol CO2 là bằng m. M chúng ta ở đây thế để cho nó là bằng trên mình tính là 0,18. Với mol HCl là bằng 2m cộng n cái trong phần lý thuyết thầy giảng cho bạn thì xác suất á xác suất để xuất hiện cái cái nghiệm ở thông đường nó ra trường hợp này nhiều hơn. Trường hợp 1 thì thầy giải khoảng 50 câu thì chỉ có một câu duy nhất nó ra trường hợp một thôi. PHS lời chúng ta tính đây là 0.28. Bằng tính tính cho thầy M bằng bao nhiêu? N bằng bao nhiêu? N âm đúng không em? Âm 0.1 đúng không ta? Đâu Âm 0,08 đó không ạ Bao nhiêu mới đó Âm Âm là không xác nữa Được chưa Trường hợp 2 Các bạn có ý kiến gì không ạ Không ạ bây giờ thầy gửi này qua cho chúng ta để chúng ta xét trường hợp hai cho nó dễ. Tiếp tục. Bỏ đây được chưa đứa? Trường hợp hai nha. Để nhìn cho nó gọn. Trường hợp hai em ơi. Thì dung dịch X bây giờ sẽ chứa KHC3 tạo thành và k 2 co 3 dư cái đó ta có sơ đồ như sau ừ, um, co 2 số mol là 0,3 để tác dụng với KOH và k 2 co 3 số mol là y mol sau phần chúng ta thu được 0,2 lít dung dịch x Lê em hiểu không Lê ơi? Dạ hiểu rồi Chắc em quên chứ cái câu này bữa trước em làm được mà lên Em nhớ không? Bữa trước thầy nhớ em cái câu này em làm tốt lắm á Ở đây mà đặt số Đấy. mon nó là A mon và B mon em nhé 2 a và 2 b giống như hồi nãy luôn Từ đây mình sẽ đặt 0,1 1 lít x Số mon bây giờ sẽ là KHCO3 là A mon K2CO3 là về mòn Các kiến gì không ạ? Dạ không Bây giờ chúng ta xét hai cái thứ Theo thầy thì cái nào trước cũng được Thầy xét cái trường hợp mà tác dụng với BA hóa lần đi Như vậy trong hai chất này thì cả hai chất đều tác dụng với BA hóa lần dư k 2 xe lỗi theo thứ tự KHCO3 Đều tác dụng với BA hóa lần Cái thằng nào dễ mà làm trước em nha rồi bì giờ dơ dư thì nó tạo ra muối trung hòa. Nó trung hòa hết luôn. Cho tạo thành hai mũi K2CO3. BACO3. Cộng cho H2O. Cẩn thận ở chỗ này. dạng dò trước là cẩn thận nha. Thông thường chúng ta sai ra nhục lắm. Ừm. Um. theo bạn theo bạn thì thầy đã làm đúng hay sai và sai ở phương trình nào trên hay dưới trên trên sai chỗ nào em chỗ k hai c ba Màu nó phải là gì cao vì sao cao h bởi vì bao lần tác dụng với k 2 c 3 đúng không nhiều dạ, vâng. ừ cái đó mình cân bằng 2k 2k đủ này 2 c3 thì 2 c3 đủ này 23 23 đủ này, này. có đúng không ta cái gì đó nó sai sai vậy từ từ mấy đứa ơi cân bằng lại đi Vậy đủ rồi chứ cần gì cân bằng ta Chỗ nào mới tới các bạn cho thầy đây Đùa Đủ rồi Đủ rồi đúng không Ừ đủ rồi Cái sai lầm đó em nha Chứ không phải giống như bạn cây hai mũi trung hòa mà tôi quay mất Bởi vì cái thằng BA quá cái lần còn tác dụng với K2 c 3 sinh ra nữa cho đó đây mới là đúng này Tức đây là A đây là B Tức chuyển qua đây là A đây là B Trúc em hỏi trong Trúc rồi Dạ em không thầy. Cái nãy thầy ký hiệu 34 đâu đúng không em? Bây giờ chúng ta sẽ đến 56. Em có cho thầy có phương trình đầu tiên là phương trình của BAC3. Số mà BAC3 là 0,225. Mình có A cộng B 0,225. Đây là phương trình 1a. Tiếp tục. Rồi chúng ta nghe kỹ Chúng ta xét cái tiếp tục này Ở đây người ta cho chúng ta là KHC3 Số mol là Amon K2C3 số mol là Bmon Ủa à, Lê ơi tại sao em không làm được câu này ly Lý do là gì Không, dạ, không hiểu đề Không hiểu cái tỷ lệ hả Không hiểu cái đề rồi. Ok không hiểu đề bây giờ thì giải thích nha Nhớ cho thầy là trong cái khi mà cho muối và axit thì nó sẽ ra gì? Đồng Đồng thời đúng không em? Bữa trước thầy dùng yeah. Em nhớ thầy từ trong này nó là đồng luôn luôn Đồng luôn luôn nghĩa là gì? Bạn nào giờ thích cho thầy cái ngôn từ đó nào? Đồng luôn luôn là gì em? À... À... Nghĩa đồng luôn luôn là gì? Em cũng không hiểu thầy Không biết hả? Đồng là gì? đồng luôn luôn đó là ba từ khóa để làm câu này. Đồng luôn nghĩa là cái loại gì hai cái phản ứng này sẽ đặt đồng thời hiểu không em? được chưa? Luôn dùng cây luôn luôn là gì? Luôn dùng cái số mol KHC3 và K2C3 phản ứng và sau phản ứng thì hai chất này luôn dư. Đó là cái điều quan trọng. Đồng luôn luôn đó. Được chưa nhỉ? Như vậy đây thầy sẽ gọi số mol của KHC3 ở đây phản ứng. Ở đây thầy cho là m mol. M nó trùng có gì không? Không trùng đúng không em? Và mon k 2 c 3 phản ứng. Đây là phản ứng em nha. Không có N, mon Hay là TV gì đó tùy bạn. Khi đó chúng ta bám vào CHL với là gì? Với CO2 để giải thôi. vậy đây là M-mon Đây là N-mon chuyển M thì thằng này là M Đây là 2M Đây là N M, đây là N Hiểu đồng luôn luôn cho mấy đứa Đồng là gì Đồng là gì Đồng sẽ ra đồng thời luôn là gì Sau phản ứng thì cả hai mũi đều luôn dư Và luôn dùng Đó là, là dùng là tỷ lệ mon phản ứng chia cho mon Mon ban đầu chơi ban đầu bằng phản ứng chơi phản ứng. Thế thôi. Hiểu mới mấy đứa? Dạ hiểu Ta có M cộng 2N bằng MHL bằng bao nhiêu? M cộng N MHL là 0.28, thằng kia 0.18. chúng ta nhầm nhanh thì m bằng bao nhiêu n bằng bao nhiêu n là bằng 0,01 0,1 0 như vậy 0,1 là nhân 0,2 như vậy thằng này 0,08 có đúng mới được rồi khi đó em có tỷ lệ là mol ban đầu này bằng chia ban đầu này bằng phản ứng chia phản ứng bằng m chia n 0,08 chia cho 0,1 Bạn tính cho thầy A bằng 0,8B đúng không em cái kiến gì không ạ Hay là A trừ 0,8B bằng 0 Cây kiến gì không em ơi Dạ không ạ uhm. Thế thì mấy đứa là thầy trả cả rồi Nên là lúc làm nó hơi lận tí tính cho thầy đi một hai ra bao nhiêu Nhà theo ơi nói Cái chỗ là NKH số 3 phẩm rồi. cái gì thầy cho hiểu ý em Chợp hai cho mà 10 môn thầy cái em đang nói đoạn này đúng không Dạ, cháy nếu mình gọi cả hai số 3 phẩm là m rồi Tức là em muốn né ẩn trên đi gì? Em, là, muốn, em em muốn né cái thằng MN đi đúng không? Dạ. Yeah. Em tưởng thầy kéo giống nhau. Thì nếu trùng thì mình đặt là TV đi. Đó ok. Có gì đâu. Dạ, TV đi ha. À. T T, T. đây là V. Như thầy nói là trùng thì chúng ta lại thay thế bạn khác. TV. Đó. Ok em giải thì em sẽ ra a bằng bao nhiêu b bằng bao nhiêu không với không rồi cái đó chúng ta sẽ quay trở lại cái sơ đồ chúng ta vẽ lại ghi lại sơ đồ em nha sơ đồ của chúng ta bây giờ sẽ là gì CO2 0,3 cao HX cái bài này thầy nói cái làm nhiều lắm em ơi rất là cho nhiều lắm Phải không? Phải không à, Cái này là nhiều mà làm nhiều vô kẻ phải không trung Dạ đúng rồi thầy ơi Thì mình nhớ không nhầm là mà làm khoảng 3 đến 4 buổi nguyên phần này luôn nè Đó Nhưng mà 2A em nhé 2A thì nó là 0,2 2A thì chúng ta là 0,25 Ở đây em đi tìm ở đây nữa bằng cách bảo toàn xe và bảo toàn Kali Và toàn xe thì chúng ta có bên này là wow. Đúng rồi Chúng ta có số 1 C2 là 03 cộng cho Y Bằng 02 cộng 025 Chúng ta tính cho thầy Y bằng bao nhiêu 0.15 Ừ 015 Chúng ta bảo toàn K K bên trái là X sẽ bằng bên phải là 0,2 là cộng 2 y bởi y chúng ta có rồi 2 nhân cho 0,15 bằng 0,2 cộng cho 2 nhân cho 0,25 từ đêm tính cho thầy x bằng bao nhiêu 15. Ủa, không mười lăm. tất không mười lăm. Tính lại cho thầy ra đúng không? Ta tính nó bằng 04 em ạ. 04 bốn. Em bấm nhầm. Em ta thiếu số hai đây này, chắc luôn. Đúng không? Dạ vâng. Lê à, Lê nãy giờ chử... qua thầy đang thắc mắc là tại sao Lê không làm được câu này. Trong khi đó những bài trước đó em làm rất tốt mà Lê. Bà Neo không hiểu chỗ k. Không hiểu chỗ ca gì, thầy chỉ hiểu cái chỗ bài toán. Bây giờ thầy quay trở lại bài 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 giải của tác giả nha. ca gì k gì đây thầy không hiểu cái chỗ ba hệ có có chỗ mà nhân k cái xuống dưới là k bằng không phẩy cái phía trên 0, với 0, là không phẩy với 0 phẩy là không hiểu thêm hiểu nhưng mà cái này thì thầy không dùng đâu thầy cho thấy cái gì đâu dùng k ta k là cái tỷ lệ phần ở em ở đây người thầy nói em là cái lời giải của tác giả này người ta làm tắt lắm đây là dễ dùng đi đọc này chúng ta không dùng được đâu khẳng định luôn mà có đúng không trong đúng đang cái cái lời giải của thầy là nó dạ. đang nó đang dành cho học sinh cấp 2 còn học phần lớn người ta dạy cái đó là dành cho học sinh cấp 3 nhiều hơn mà cấp 3 thì chúng ta chưa học được nhiều như vậy để giải đâu nên là nghĩ cái phương án mà thầy đã dành cho bạn đó là hợp nhất với bạn rồi còn nếu có nào hay hơn thì bạn nên dùng nhưng mà phải hiểu chứ không thấy ở ừ, thời thầy ơi sao cách người ta ngắn mà cách của thầy dài ngắn dài không quan trọng quan trọng là làm đúng đáp số và hiệu bản chất cách của thầy gì đúng không đa lê ơi Dài dạ, dễ hiểu lắm chứ bài này bữa trước thầy thấy em làm ok lắm mà em làm cách của thầy được luôn mà chứ đâu làm cái đó đâu mà sao em thắc mắc cái trong đó làm gì em không làm mà em em chỉ đi đọc của người ta thôi đúng không dạ không thầy mò không ra thầy mò không ra hả em mới xét một trường hợp là có cao OH dư vậy là cao hai co ba Có hai trường hợp à dạ em không biết giờ kia xét em này Mà nếu mà nếu mà em làm em có làm theo phương trình hay làm dùng sơ đồ chắc dùng phương trình rồi dạ phương trình này Đó có dùng phương trình nó rối cực kỳ luôn khẳng định luôn mà Đây là bài toán thuận hay bài toán ngược Em nghe cho thầy đi Đây là thuận hay nghịch Thuận à, bạn hiểu thuận và nghịch không à, bạn nào giải thích cho bạn hiểu thuận và nghịch em bữa trước thầy giải thích cho cả lớp rồi trong vô cơ nó có hai kiểu bài toán em thuận và nghịch mời Linh uh, lên lên biết thuận và nghịch trong Linh thuận là gì ví dụ trong bài toán này thuận là người ta cho số mol CO2 cho mol KH và mol K2CO3 Họ nhận chất ở phía sau gọi là thuận thuận rất là to cho tất cả các thông số phía trước Rồi phía sau hiểu vấn đề chưa còn nghịch là gì cho thông số phía trước và thông số phía sau hỏi trước được chưa nè thì nó là nghịch hiểu vấn đề không em thuận là hai cho tất cả số liệu ban đầu chúng ta chỉ cần đúng thứ tự phương trình ghi đúng thứ tự phương trình đó là thuận nên chúng ta làm phương trình được còn bài toán nghịch là cho số liệu đằng trước một số liệu đằng sau hỏi số liệu đằng trước thì đó là bài toán nghịch được chưa ly cái sai lầm lớn nhất của bài toán này theo em là theo thầy là em không dùng sơ đồ. Đúng không? Dạ đúng rồi. Cái thứ hai nữa là em không hiểu được cái cái chỗ mà cái phần cái 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 chỗ này thêm hiểu rồi. Thầy nghĩ cái bài chốt của bài toán ở đây là em bị rối cực kỳ khi em dùng phương trình. Nếu đúng hơn thì thầy có thể đọc được suy nghĩ của em như thế này đúng không? Có nghĩa là như thế này. Xin phép lớn một xíu nha. Mình nói cái báo chốt của bạn làm không ra. Để chúng ta rút kinh nghiệm hơn cho những bài sau Ở lúc đầu à, Bạn thấy ý đó rồi Ý ơi Dạ Rồi Em biết là lúc đầu bạn Trung cũng giống như em vậy đó Lúc đầu là Trung chưa quen với bảo toàn của thầy đúng không Trung Dạ đúng rồi Nhưng mà sau một thời gian thì bảo toàn nó cực kỳ đơn giản với bạn luôn Bởi vì những bài toán khó mà em cứ ghi bởi vì các bạn bị nhiễm một cái tư tưởng đó là phải ghi phương trình cứ ghép vô phương trình là ra nhưng mà không phải đâu em nha cái bài toán mà hay nhất của chúng ta đó là bài toán mà chúng ta dùng cái sơ đồ để giải hiểu không chúng ta sẽ mượn theo bạn giống như ai hồi nãy mình có một câu trước đó câu, câu đầu tiên của chúng ta học bữa học ngày hôm nay với câu này thì câu đấy chúng ta mượn theo bạn để chúng ta ghép lại đó là ra vấn đề rồi bây giờ thầy nói cái mấu chốt mà bạn làm không ra chắc chắn luôn nghe thử nha đây Thầy đọc đúng suy nghĩ em em có thử được không nghe Bây giờ số mol KH Cao H là ít mol Như vậy đây là ít mol Thầy chuyển qua đây nó là ít Đây nó sẽ là gì em ạ à? Ít Thì sau phưởng thì CO2 chúng ta dư lại là Số mol CO2 là bao nhiêu em nhỉ Số mol CO2 là 0,3 em nhé 0,3 Chúng ta sẽ nói những cái thứ khác K2C3, của chúng ta bây giờ các, các hai C3 chúng ta có hai nguồn em nhé. Nguồn ở phương trình 1 là 0,5x với đề cho sẵn ở trên đầu nè. này là là y, 0,5x cộng y. Thì sau vẫn thằng này là hết. Chuyển qua đây, thì ở đây nó sẽ là bao nhiêu? 0,3 trừ x chúng ta cộng lại trừ với thay vế thì bây giờ nó sẽ là bằng trừ trừ là cộng 1,5x cộng y trừ 0,3 chuyển qua bên này nó là 0,3 trừ x là 0,6 trừ 2x như vậy khi đó chúng ta có có dung dịch x có thử đúng không phải làm như thế này không ly thầy nghĩ nếu em làm không được là em làm như thế này này Em không mượn AB giống như thầy luôn Khẳng định luôn Cho thầy ý kiến nào đúng không Lê ơi Và em bị rối ngay tỏa đoạn này Bởi vì chúng ta không xử lý được vấn đề Có đúng không Lê Alo Lê đâu ta Làm như thế này không Lê ơi. Chính em làm như thế này em bị rối đúng không ừ cái quan điểm của em đây bài toán này để, để cho các bạn rút kinh nghiệm này em nói đi không không nghe không nghe được không nghe được em em chỉnh lại cho biết xíu cho chương nghe rè lắm em cho tốt nhất là em rút cái mic ra em cắm lại nó sẽ ok thế thôi rồi em nói đi lên Dạ cái này chưa ạ Không chưa được thôi ok Cái gì nói chuyện sau đây Giang nghe không rõ lắm em Dạ rồi Thì em cứ nói đi thì nghe được thì bao nhiêu thì truyền thủ lại cho các bạn cứ nói đi Em làm như thế nào và cái sai làm của em bắt đầu từ đâu để các bạn rút kinh nghiệm thế thôi Dạ bắt đầu thì em nói một con chỗ là Ờ à, Thì một một em thả là nó sẽ ra như chỗ nào như vậy Thế là em bắt đầu xét Em học thả trước Là cái là siêu bóng đấy, Cái siêu bóng là tính ra được y rồi mà tới trường hợp một tách tới trường hợp kia thì các hai sự vật nó cao quá chưa được còn cái việc cả nó em không không làm được ờ ừ, nghe rõ ok vậy thôi thôi nói chung là cái bài toán này bị vướng ở chỗ nào thì, thì chúng ta thì hiểu nha còn theo thầy nếu mà chúng ta làm như thế này chúng ta không mượn một cận đúng đúng là cái bài toán này chúng ta mượn ở đây 2 a này 2 b này thì nó gọn hơn nữa Chứ đừng đặt đây AB và cái này giảm đi 0,5 em nha. Nó rất là dỡ. Đó cũng là một cái điểm mới của mà thầy muốn truyền cho bạn. Rồi thông thường nếu có những bạn nhìn cái những cái bài cũ của mình thì ở đây mình đặt là A và B. Cái này giảm 0,5A, 0,5B. Tuy nhiên nếu để 2A thì nó sẽ dễ nhìn hơn nhiều. Đó. Và nó làm bài toán nó sẽ dễ hơn một xíu. Rồi. Có ai kiến gì về bài toán này nữa không?